Nay mình quay mèo Min với chú chó tên là Brown. Wow, em Brown này em khá là nghịch, tai nó to cực. Đây là mèo Min. Brown này nghịch chưa, nó cứ chạy lung tung, nó nghiên cứu khắp nơi. Em Brown này em mới không ngồi yên một tí nào. Em các bạn có thể nhìn thấy là em ấy đang chạy lung tung hết cả. Nó đang nghiên cứu cái ngôi nhà của mèo nhá. Hay chưa?